Vùng bắn chơi. Thôi. Cái skill mình vừa tập bắn ghê thật anh em ơi. Đứng tại chỗ bắn chết hết cả team. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay Dâu sẽ cho các bạn xem một cái điều rất là nghĩa lý, rất là vô lý, rất là tào lao, rất là xàm xí luôn nha anh em. Đó chính là độ nhạy chuột của PC mình không ảnh hưởng gì đến độ nhạy Bluestacks. Đéo tin. Mình sẽ chứng minh với mọi người thấy. Hôm nay mình sẽ làm sao để cho nó full. Là độ nhạy bây giờ mình đang full rất là nhanh nha mọi người. Mình bắn. Đấy, nó vẫn chậm rất bình thường đấy không? Đấy. Đấy. Vẫn bình thường. Và bây giờ mình sẽ để là độ nhạy mà mình hay chơi đó là 12 nha anh em. Tại sao mình hay để độ nhạy 12 á, là đơn giản là mình kiểu mình bật ba lô các kiểu đồ nó trơn trơn đó. Ok, bây giờ mình sẽ bắn. Nó vẫn như vậy anh em. Nó vẫn y như vậy luôn anh em. Nó vẫn y như vậy luôn. Đây, thêm một lần nữa mình chứng minh cho mọi người xem. Đây, bây giờ mình sẽ để độ nhảy thấp nhất luôn nha anh em. Rồi, bây giờ độ nhảy chuột nha, mọi người nhìn thấy không? Đấy, mình di chuyển rất là nhiều luôn, nhưng mà con chuột di chuyển rất là chậm, từ từ nha. Ok. Và khi mình ấn chuột đi thì nó lại vẫn nhanh như bình thường. Đó, vẫn nhanh như bình thường. Vẫn nhanh như bình thường luôn anh em. Không ảnh hưởng gì luôn. Đấy, bây giờ mình đấy. Mọi người chờ mình xíu nha. Cái tốc độ mà cái con chuột của mình từ cái tâm đi xuống với cái phần mềm chỉnh tốc độ chuột á, nó chậm hơn cả tốc độ mà mình ra nữa. Ok. Bây giờ mình lướt lên đây này. À hey. Hơi chậm xíu anh em thông cảm. Nói chung là bây giờ mình sẽ bấm ở đây đấy. Rồi mình sẽ test lại tốc độ này đi. Đấy, nó cũng không có gì thay đổi lắm. Không, nhưng mà cái bên này nó có thay đổi nha anh em. Để nhanh đó. Nhanh đó là nó sẽ kiểu nó kiểu nó à, bây giờ mình sẽ để tiết không luôn. 8 giây, 120 Hz trong 8 giây. Lên đây. Cái tốc độ này là tốc độ gì ấy nhỉ? Mình thấy để cái này bắn ok nè. Để lên tiếp. Để lên tiếp 2 giây 500. Cái này cũng ok nè. Cái này mình dạo này mình hay bắn. Để lên HZ. Không biết cái này thì nó đỡ hit shot lên xí nha. Rồi, mình quyết định là sẽ chơi cái này hoặc là cái này đi. 250 đi. Ok đấy. Bột đỡ bột kích thì mình để nó rất là nhanh nha, để mình kích. Okay. Anh em xem trên máy anh em nó có giống máy mình không, là kiểu cái đồ nhảy ở phía bên ngoài ấy, nó không có ảnh hưởng gì hết á. Vậy nên
nên mọi người thử thử cho nên mọi người thử coi xem coi cái máy của mọi người có giống máy mình không, là nó sẽ không bị ảnh hưởng liên quan gì đến Blue sở thích hết, không liên quan gì đến giả lập hết, mà mọi người vào mọi người ẩn chuột đi cái là nó sẽ bắn luôn, nó sẽ về độ nhạy mà mình chỉnh, độ nhạy mà mình chỉnh duy nhất ảnh hưởng đến là độ nhạy này. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ bấm like, subscribe cho kênh của Giao Du nha. Nhiều khi mình sẽ trở thành NVK thứ hai đấy, anh em cứ xem thường mình đi.